Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 4 năm 2024 của tỉnh. Theo đó, tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 80,41 điểm, xếp hạng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, các chỉ số đạt cao hơn so với trung bình cả nước là chỉ số tiến bộ giải quyết 19,6 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 17,4 điểm, đạt tỷ lệ 98,3%, xếp hạng thứ nhất trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến 8,1 trên 12 điểm, trung bình cả nước là 5,9 điểm, thanh toán trực tuyến 8,7 trên 10 điểm, trung bình cả nước là 5,6 điểm. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm. Chỉ số về số hóa hồ sơ 16,8 trên 22 điểm, trung bình cả nước là 12,7 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai thực hiện tại 171 trên 171 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả nêu trên, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tiến hành rà soát, tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp, duy trì và phát huy hơn nữa các chỉ số đang ở mức tốt.